Sư ạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Thamma đề sát nhật. Thamma đề sa na ya cha na ga tha. Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha. San ti tha sak ta pa ra cha kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang. Sắc tham ma phê rin vinayan cha ca yan suốt tan cha ban tham a phi tham ma chăm măng. A cô ta yan tô cha tu sắc cha đan đăng bạp bồ tha này ye bà ri sa ya mắt chê. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ để giảng dạy cho chúng con tiếp bài học ngày hôm nay về thất giác chi. Số 5 về tỉnh giác chi. Dạ, con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh ạ. Dạ, sa thú con đã thấy bàn tay của sư. Dạ, con kính dâng mít lại cho sư ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến cái phần thứ 5 là tịnh giác chi. Tịnh giác chi nó là những cái sở hữu và trong cái nhóm sở hữu tịnh hảo thì gồm có là tịnh thân, tịnh tâm. Nó là hai cái sở hữu, nó làm lắng dịu những cái sự mà dao động của tâm. Thì hôm qua đó chúng ta học cái hỷ giác chi. Thì khi mà chúng ta có một cái trạng thái mà vui mừng đó, thì quý vị, nếu mà quý vị có quan sát thì chúng quý vị sẽ thấy rằng cái tâm của mình á, cái tâm của mình nó bị chao động. Mà rồi khi mà cái hải triều hỷ mà nó sanh khởi á, thì sao? Cái thân mình nó cũng lắc lư nha. Đó. Cho nên là khi mà quý vị có nhìn ngắm những cái hồ, cái sông á, là cái mặt biển gì, sẽ thấy rằng có những lúc đó, là cái mặt biển, cái sóng nó chao động rất là mãnh liệt. Thì đối với những cái phiền não tham sân si đó, thì cái giống như là cái biển nó động rất là mạnh. Đó. Rồi cái trạng thái mà vui mừng hỷ lạc thì nó cũng có cái làm cho cái thân, cái tâm mình nó chao động, nhưng mà cái chao động này nó êm dịu hơn, chứ không có đến nỗi mà ầm ầm như là cái phiền não tham sân si. Rồi đó, từ cái hỷ sau khi mà nó lên tới cao điểm rồi, bắt đầu nó từ từ nó lắng dịu. Nó lắng dịu thì sao? Nó trở qua một cái trạng thái lạc. Thì cái trạng thái lạc đó là nó đi vào cái vi tế hơn là cái hỷ. Cái hỷ là nó thô. Rồi đến cái lạc đó là nó êm hơn. Chúng ta có thể lấy cái ví dụ như vậy nè. Ví dụ quý vị thấy rằng những cái con bò, con hươu, con nai rồi đó, nó đi đó,
Thì nếu mà nó đi ở những cái nơi mà cái đất đất mềm thì nó sẽ in cái dấu đó rất là sâu, không? Rồi nếu mà nó đi ở trên cái đất cứng á, thì cái dấu chân của nó đó nó mờ hơn, nó mờ hơn. Nhưng mà nó đi ở trên những cái phiến đá đó, thì cái dấu chân nó sẽ khó khó nhận thấy. Thì cái thọ đó nó cũng vậy đó. Khi mà những cái phiền não sanh khởi thì cái nhiệt não của phiền não nó rất là mạnh mẽ, những cái cảm thọ này nó thô tháo, nó đốt nóng ở trong thân, trong tâm chúng ta. Nhưng mà ở cái mà trạng thái mà hỷ vui mừng hớn hở thì nó cái trạng cái cảm thọ nó khác hơn, nó cũng chấn động ấy, nhưng mà nó nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn, nó vi tế hơn so với cái kia. Nhưng mà khi đến mà cái trạng thái lạc là nó lắng dịu rồi. Khi mà trạng thái nó lạc lạc nó lắng dịu xong rồi đó thì nó mới trở vào cái trạng thái an tịnh. Đó, nó đi. Nếu mà những cái vị mà niệm về cảm thọ sẽ thấy từng bước của các cái cảm thọ nó thay đổi, nó biến chuyển. Rồi khi mà cái vị này mà bước vào cái qua cái trạng thái lạc rồi đó thì nó mới trở vào cái trạng thái an tịnh. An tịnh ở trên thân và an tịnh ở tâm, hay là cái chữ mà an, cái tịnh thân á, nó còn có một cái ý nghĩa, nó là nó lắng dịu tất cả những cái sở hữu, những cái sở hữu mà đi kèm với tâm á. Tức là nãy giờ nó trải qua là cái trạng thái hỷ lạc vui mừng hớn hở kia rồi, rồi cái hỷ lạc, cái hỷ lên cao trào, bắt đầu nó lắng dịu xuống thì nó đến lạc. Mà khi mà nó qua cái lạc rồi đó thì cái thân tâm nó hoàn toàn nó an tịnh, sở hữu và tâm ở đây nó an tịnh để gì? Để chuẩn bị nó mới bước vào cái định giác gì. Thì nó đi từng bước vậy đó. Thì cái này á, chỉ có những cái vị mà hành giả mà có trải qua cái thành rồi chúng ta quan sát một cái tinh tế thì mới thấy từng cái giai đoạn của các cái trạng thái chuyển biến của thân của tâm nó đồng nghĩa với các cái sở hữu và tâm. Thành ra đó, quan sát mà được những cái này đòi hỏi quý vị phải có một cái thời gian tu tập và phải có cái sự ghi nhận, cái trí tuệ nhạy bén để mới hiểu được cái này. Thì cái tâm của chúng ta đó thì quý vị biết rằng nó luôn luôn là nó sao động Bởi vậy người ta mới nói là tâm duyên ý mã, nó giống như con khỉ vậy đó, bắt nó ngồi yên nó không có chịu, con ngựa mà bắt nó đứng yên nó không có chịu quý vị thấy rằng đặc biệt là cái con khỉ không bao giờ nó ngủ mà nó nằm nó ngủ là nó kiếm cái cành cây nào đó rồi ngồi nó ôm cái cành cây đó rồi ngủ. Còn con ngựa đó, mà nếu mà con ngựa, những cái con ngựa mà khỏe mạnh á thì nó ngủ nó vẫn đứng chứ nó không có nằm. Cho nên là người ta lấy cái hình ảnh, cái ví dụ của con khỉ, con ngựa để người ta nói cái tâm mình vậy đó. Tâm mà nó mệt mỏi lắm à, giống như con khỉ mình ngồi nó vịn cái cây vậy á, hoặc là con ngựa nó ngủ nó đứng vậy chứ nó ngủ đứng chứ nó không có bao giờ nó nằm yên tịnh đó. Thành ra đó, cái tâm của con người á, chúng ta đó, nó sao nó luôn luôn nó hoạt động, nó phóng túng
nhớ tưởng những cái việc đã qua, rồi suy tính những việc sắp tới. À, nó sống trong cái hiện tại á, nó biết cái cảnh trong hiện tại á, rất là ít. À, cho nên á, khi mà một vị hành giả mà đi vào thực hành, à, ai cũng cảm thấy à, khó khăn phải điều phục cái tâm. À, bởi vì sao? Tại vì đó giờ từ vô thủy, không phải ngay kiếp sống này mà nhiều những kiếp sống trước nữa, cái tâm mình nó phóng túng, nó loạn động, nó quen rồi. À, nó như cái con ngựa quan, à, không có kềm chế đó. Cho nên bây giờ nó quen cái thói quan đàn này. Bây giờ mà kềm chế thúc ép nó lại là một cái điều mà rất là khó. À, nó dùng dãy, nó rực rãi, nó cào nhào, nó cằn nhằn, nó nói đủ thứ. À, rồi, nhưng mà chúng ta phải khéo, à, phải khéo dần dần á. À, thành ra Đức Phật nói sao? Phải vừa dỗ ngọt mà phải vừa cho nó uống đắng. À, chứ mà dỗ ngọt nó không được, mà cố mà thúc ép, cố mà trói buộc nó thì nó càng dùng dãy càng dữ. À, cho nên á, là mình phải dùng cái phương pháp là sao? Vừa dịu ngọt, à, vừa dịu ngọt, à, nhưng mà không có quá nuông chiều. À, mình phải từ từ mình khép nó vào cái khuôn khổ, từ từ, à, cũng cho nó ăn, cho nó uống, dỗ về nó, nhưng mà từ từ mình mới tra được cái gì cương vô. À, khi nào mà mình tra dây cương được vô rồi đó, mình mới điều khiển được nó. À, cho nên á, cái vấn đề mà cái điều phục cái tâm á, nó rất là quan trọng ở chỗ đó. Ha, thành ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều người họ cống cao ngã mạn, à, họ quên quan tự cao tự đại, ồn ào thì kia đó, thì sao? Mình mới thấy là cái về cái chiều sâu nội lực của những cái người đó nó không có dũng mãnh. À, cũng vì thấy ở những cái vị mà trưởng lão có cái sự tu tập đó, à, nhất là các cái vị thiền sư, thì sao? Các ngài rất là từ tốn, yên tĩnh. À, các ngài cũng sinh hoạt chứ, cũng làm việc, cũng thuyết pháp, cũng nói năng. À, nhưng mà sao? Rất là chậm rãi, từ tốn, và dạy luôn luôn có đầy đủ biểu hiện của cái chánh niệm tỉnh giác, và luôn luôn có sự biểu hiện của gì? Của từ bi trí tuệ. À, cho nên á là sao? Chính cái những cái người mà cái tâm an tịnh á, à, nó biểu lộ cho những cái người này có cái chiều sâu nội lực, à, của tâm trong cái sự tu tập. À, thành ra ta nói sao? Những cái nơi mà nước nó cạn cợt á, ha, thì nó mới kêu to tiếng ầm 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 ầm. Còn nếu mà những cái chỗ mà nước mà nó sâu thì sao? Nó rất là yên lặng. À, thành ra đó, có nhiều người, à, thấy những cái người mà họ luôn luôn bận rộn, rồi họ to tiếng thế này thế kia, tưởng những cái người đó mạnh mẽ chứ không đúng. À, những cái người mà có sự từ tốn, an tịnh, à, chẳng dịu, những cái người đó mới có cái nội lực, cái tâm nó mạnh mẽ. Thì quý vị thấy rằng đấy, ở đời chúng ta sao khó giữ cái tâm mình yên lặng trước cái phong ba bão táp của cuộc đời. À, tám ngọn gió đời đó, hay là sư hay nói là bát phong thần trưởng đó. À, mà trước cái tám ngọn
gió đời này nè, mà mình huấn luyện tâm, mình có sự điều phục tâm để mà nó đứng vững trước cái phong ba bão táp, tám ngọn gió đời này nó mới là khó. Chứ còn nếu mà cái chuyện mà trồng cái cây xuống mà nó không có gió, không có gió bão rồi gì đó thì nó dễ quá rồi. Nhưng mà trồng cái cây xuống rồi nó phải trụ vững trước những cái phong ba bão táp á, mà nó đứng vững thì mới là cái điều quan trọng. Cho nên á, quý vị thấy không, khi mà những cái trụ điện mà người ta làm á, ta phải chôn ở dưới có những cái đế, cái móng nó phải vững. Rồi sao? Cái đế cái dây rồi cái nó rồi nó phải có những cái sợi dây chằng chéo nó như thế nào đó để nó mới chịu đựng, nó đủ sức để đương đầu với những cái gió mạnh mẽ. Cho nên á là chúng ta phải điều phục, phải huấn luyện cái nội tâm của mình. Biết là nó rất là khó rồi đó, nhưng mà chúng ta từ từ, từng bước để chúng ta phải huấn luyện, phải điều phục cái nội tâm của mình. Chính khi mà cái nội tâm nó được huấn luyện, nó được điều phục một cách tốt đẹp, đi đến cái trạng thái an tịnh, quân bình, đó, tĩnh lặng, thì như vậy nó mới đem đến cái rất nhiều là cái điều lợi ích cho chính bản thân mình cũng như tất cả những chúng sanh, những người xung quanh. Tại vì khi mà cái tâm nó được an tịnh rồi đó thì sao, nó mới đi vào cái định được. Khi mà các cái sở hữu và tâm nó còn bị chao động, nó bị chao động thì không thể nào mà cái định nó sinh khởi, mà định không sinh khởi thì không có tiến đến cái định giác chi, thì làm sao mà làm nền tảng điều kiện để cho cái tâm trí tuệ giải thoát mà nó sinh khởi được. Đó, cho nên á luôn luôn nó đi theo cái quy luật nhân quả đó. Rồi á, khi mà cái tịnh thân tịnh tâm nó đầy đủ rồi đó, để cái tâm nó mới tiến vào định. Một khi mà các cái sở hữu mà nó còn một cái thì nó quá cao, một cái mà nó lùi sụp thì không thể có định được. Giống như cái người mà đi dây phải giữ thăng bằng, phải giữ thăng rằng bằng một cách khéo léo ở trên sợi dây. Hoặc là quý vị thường quý vị điều khiển xe như vậy, có những lúc khởi động thì quý vị phải tăng ga cho nó thật mạnh, nhưng mà khi mà đạt được cái vận tốc rồi, bắt đầu mình xuống, mình kèm cái ga nó xuống từ từ, đó, nó vừa đủ thôi. Thì các cái chi pháp nó cũng như vậy, thì cái xả với cái tịnh thân tịnh tâm này đó, là nó là giống như cái bộ thắng, hay là cái bộ phận điều khiển cái ga, cái tốc độ của chiếc xe đó. Có những lúc á thì phải sao, một lúc phải tăng lên, nhưng mà đến chừng mực nào đó thì phải giảm từ từ đến lúc vừa đủ. Có những lúc mình phải dùng cái thắng là mình kèm cái tốc độ lại, đi vào những cái khúc quanh nguy hiểm gì đó thì mình cần phải giảm. Thì cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy, có những lúc mình phải nỗ lực
phải tâm tinh tấn thật nhiều, à mày phải niệm cho mạnh, à nhưng mà có những lúc mình phải phải từ 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 mình giảm lại, à, thành ra đó cái sự mà điều phục này đó mình phải phải biết, à nó là một cái kỹ thuật, một cái kinh nghiệm cá nhân, à mình chỉ nói theo cái thực hành chung thôi, còn mỗi người sẽ tùy theo, à tùy theo cái căn cơ trình độ, à có những lúc quý vị thấy không, đâu phải cái cơ thể mình ngày nào như ngày nào, à có những lúc á thì mình vô mình ngồi á nó rất là êm, nhưng mà không biết lúc đó bữa đó mình ăn những cái vật thực gì nó không hợp vậy, à cái thân mình nó không yên, à rồi cái thân thì nó ảnh hưởng vào cái tâm, à nó chao động, thành ra đó mình phải biết, à mỗi mỗi thời điểm, à cái thời thiền nào thì mình phải sử dụng để làm sao mà quân bình được các căn, à còn cái trên cái công thức thì nói chung như vậy, chứ không phải ngày nào mình cũng áp dụng một một cái như vậy. Thành ra cái trong cái sự thực tập á, à trong cái sự thực tập á, giống như là cái trò chơi, à quý vị nhớ hồi mình còn nhỏ mà đi học á, giống như mà trò chơi rượt bắt vậy đó, à các cái đối tượng á là cái đối tượng để mà mình rượt theo bắt nó, à nhưng mà có những lúc nó chạy lẹ, à thì mình phải phải rượt đuổi nó theo, nhưng mà có những lúc á nó cũng ma mảnh, nó lạng lách rồi nó chậm, à nó làm thế này thế khác, thì mình cũng cũng phải mình cũng phải uyển chuyển, mình uốn lượn theo nó để mà mình nắm bắt kịp cái đối tượng, à chứ còn nếu không á là nó sẽ chạy vụt mất. À, cho nên là chúng ta trong cái điều kiện đó chúng ta phải biết, à, là cái trường hợp mà những cái người mà thợ may đó, à, những cái người thợ may mà hồi thời xưa đó, chứ bây giờ quý vị mà may bằng máy đó thì nó cũng dễ rồi, à, chứ hồi xưa mấy bà già mà mấy bà ngồi mà xỏ chỉ đó, à, thì quý vị thấy không, à cái công việc xỏ cái sợi chỉ qua cái kim ấy, nó rất là dễ, nó đâu có nặng nhọc gì, à nhưng mà không phải là dễ đối với những người cái tay còn mạnh, mắt còn sáng, à chứ còn mấy cụ già mà tay run mắt mờ rồi đó, xỏ hoài xỏ không được đó. Thành ra hồi đó đó sư nhiều khi sư thấy má sư đó, ngồi mà xỏ chỉ mình thấy rất cười, tại vì lúc đó bà cũng lớn tuổi rồi, mắt mờ rồi, à thành ra cái chuyện nó rất là gì, đơn giản, rất là nhẹ nhàng, ha, nhưng mà lệch qua bên này cũng không được, lệch qua bên kia cũng không được, trên cũng không được mà dưới qua cũng không được đó. Thành ra đó các cái chi phần nó phải vừa đủ, à vừa đủ, vừa quân bình, à không có vượt trội mà không có lùi sụp, mà đúng cái thời điểm thì nó sẽ đạt được, à cho nên á là cái sự thực hành Đức Phật mới nói là cái này là con đường độc đạo, con đường đi một mình, à chứ không ai đi chung với mình được, mặc dù cái phương pháp là như vậy, à nhưng mà tùy theo mỗi vị hành giả, à tùy theo căn cơ trình độ sức khỏe, à tùy điều kiện của pháp nó vận hành ở mọi thời điểm khác nhau, à thành ra đó cái này mình biết để mà mình có kinh nghiệm để mình tự điều chỉnh, chứ còn bây giờ không ai mà làm cho ai an tịnh được. Đức Phật cũng giảng dạy những cái pháp này ở trong kinh điển, rồi chư tăng
mấy vị tỳ khưu, bản thân sư thì cũng dựa vào những cái công thức, những cái kỹ thuật, những cái lời dạy của Đức Phật rồi mình học, học rồi mình hành. Nhưng mà cái kinh nghiệm bản thân sư đó thì sư giảng, sư chia sẻ với quý vị thôi, chứ sư không có áp dụng dùm cho quý vị được. Mà quý vị nếu mà áp dụng theo cái kinh nghiệm của sư thì cũng được. À, cho nên á, con đường này là đi một mình nó là như vậy đó. Tự mình phải đi và tự mình phải khéo huấn luyện, quân tập, điều khiển qua những cái kinh nghiệm tu tập để mình đạt được mà thôi. Ha. Cho nên là quý vị phải hiểu cái điều đó. Rồi có bảy cái nhân mà để cho cái tâm nó có sự an tịnh. Vì thứ nhất là gì? Thọ dụng vật thực thích hợp. Thì vật thực thích hợp ở đây đó là những cái vật thực nào mà quý vị dùng vô, quý vị thấy cái thân tâm mình nó an ổn. Tức là những cái vật thực này đó nó phù hợp. Mình thọ dụng những cái vật thực này mà cái mình tiêu hóa được, nó an ổn, nó không gây ra những cái chướng ngại. Còn nếu mà mình để ý, mình quan sát, mình thấy hôm nay trong cái bữa ăn này mình ăn những cái loại vật thực này mà ăn vô nó không ổn, nó bị cái gì đó mà nó không tiêu hóa một cách thuận lợi tốt đẹp, do đó đó sau này thì khi mà thấy những cái vật thực đó thì mình nên tránh. Chứ còn nếu không bây giờ mà chúng ta vô ngồi thiền mà nó bị đầy hơi, nó trụng thì nó cứ tức tức cái bụng, cái ngực hoài thì làm sao mình ngồi yên được. Cho nên đó là chúng ta phải để ý quan sát trong cái ăn của mình, những cái vật thực nào mà nó phù hợp, nó ăn vô thấy nó ăn ổn, cơ thể nó tiêu hóa thuận lợi tốt đẹp thì những cái vật thực đó mình nên dùng. Còn những cái nào mà mình quan sát mình thấy mà bữa nay ăn món đó mà nó vô nó phản ứng thì mình nên tránh. Chứ không nên vì cái đó là nó thỏa mãn tôi thích cái món đó đó, tôi thích cái món đó nhưng mà ngặt nổi ăn vô mà nó cứ khó chịu, nó y ạch nó cái thấy cái sự tiêu hóa nó không ổn thì thôi, tốt nhất là mình tránh. Rồi thời tiết thích hợp. Thời tiết thích hợp đây thì bây giờ với cái tiện nghi bây giờ thì nó cũng dễ ha. Nếu mà trời lạnh thì có máy sưởi, mà trời nóng quá thì có máy lạnh. Nhưng mà những cái trú xứ thích hợp đó là cần phải ở những nơi không có quá nhiều tiếng động ồn ào, không có ánh sáng, không quá sáng, quá sáng hoặc là quá tối quá là cũng được. Cần phải có những cái ánh sáng rồi kia nọ cho nó đi qua. Thời tiết thích hợp hay là bây giờ cái trú xứ, cái trú xứ thích hợp là cái điều kiện thứ hai. Rồi thứ ba đó, điều kiện thứ ba là cái gì? Điều hòa bốn hoài nghi cho thích hợp. Tức là sao? Mình thí dụ như mình ngồi hoài cũng được, mình ngồi quá lâu thì sao? Cái tâm nó cũng bị trì trệ. Cái định nó quá sâu á thì nó không có nhạy bén để nắm bắt các cái đối tượng. Cho nên á là chúng ta phải thay đổi hoài nghi, tức là phải phải đi nè,
phải đi kinh hành, phải đi kinh hành cho nó vừa phải, rồi ngồi nó cũng vừa phải, rồi chúng ta phải nằm nghỉ, đó, để cho cái thân nó được nghỉ ngơi. Chứ mà mình căng quá, mình nỗ lực quá, mình tinh tấn, mình đi kinh hành nhiều quá cũng được, mà mình ngồi nhiều quá cũng được, mà nằm nhiều quá cũng được. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng bây giờ mình cũng phải đi, phải đi kinh hành, trong khi đi thì mình cũng phải giữ chánh niệm. Rồi trong khi mà nếu mà mình thời gian cả ngày mình đi mình ngồi hoài cũng đuối lắm, cũng mệt, cho nên mình cũng phải nằm nha. Nhưng mà nằm mình cũng phải giữ chánh niệm, đó, trong bốn cái quy nghi, đi đứng ngồi nằm gì đó, mình giữ cho nó cân bằng vừa phải, chứ không có nên mà thôi bây giờ nãy giờ ngồi lâu quá thôi mình nằm xuống mình quánh giấc đi. Thời tiết này mát mát nè, ngủ một giấc, bữa nay trời lạnh lạnh thôi ngủ nướng một chút nữa, thì như vậy đó thì nó không có quân bình. Cho nên đó là chúng ta phải điều hòa bốn hoài nghi, đi đứng ngồi nằm ngủ nghỉ nó vừa phải, chứ không có nên để mà cái tâm giải đãi dễ vui. Rồi cái điều kiện thứ tư là gì? Là giữ tâm quân bình trước các cái chướng ngại, các cái nghịch cảnh. Thì ở đây nè, cái sự mà giữ tâm quân bình trước nghịch cảnh, đây là mấy cái giống như Ngài Hòa Thượng Sư Minh Ngài nói đó, đây là cái ông giám khảo đó. Ông giám khảo, ổng chấm điểm mình coi cái tâm mình tu tập coi tiến bộ cỡ nào đó, phải không? Trước những cái chướng ngại, trước tám ngọn gió đời, trước những cái thăng trầm, những cái nghịch cảnh đó, mà mình mà ráng mà mình giữ được cái tâm quân bình mới là cái quan trọng. Thành ra đó Ngài nói ở trường thiền là chỉ cho quý vị cái phương pháp để quý vị thực hành thôi, nhưng mà quý vị về chùa, quý vị trở về nơi làm việc, quý vị trở về gia đình, chính những nơi đó mới là cái giám khảo để mà chấm điểm, để mà cho quý vị thấy rằng cái kết quả của sự tu tập quý vị đến đâu. Đó, mình thì giờ mình ngồi thiền, đi kinh hành, rồi kia nọ rồi ngon lại rồi đó, không? Nhưng mà còn va chạm với đời, còn va chạm với thực tế, còn chạm với những cái nghịch cảnh, thì nếu mà chúng ta mà cố gắng mà giữ được cái tâm tịnh quân bình trước nghịch cảnh thì cái đó mới là cái điều quan trọng. Chứ còn mà ngồi nơi thanh vắng, ngôi nhà trống, dưới cội cây, mà mình giữ cái tâm quân bình an tịnh là cái chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ giữa chợ đời, giữa chợ đời, làm dâu trăm họ, mà mình mà giữ tâm quân bình thì mới cái đó là mới cái điều là quan trọng. Chính cái giữ tâm quân bình trước nghịch cảnh này để gì? Mình mới thấy được cái sự tu tập của mình đến đâu. Thí dụ quý vị muốn mà nhìn thấy cái gương mặt mình á thì sao? Phải soi cái gương. Thật ra nghịch cảnh nó là cái gương để soi, để mình thấy mình đạt được tu tập đến cỡ nào. Rồi cái thứ năm là gì? Thân cận với những người mà có cái tâm an tịnh quân bình. Đó, bây giờ mình đang tu tập để mình cố gắng mình giữ cái tâm của mình cho nó có sự an tịnh quân bình, mà bây giờ mình
thân cận gần với cái người mà cống cao ngã mạn, ba hoa chích chè đủ thứ chuyện, nói ba cái chuyện thời sự trên trời dưới biển, à, nói cái chuyện mà không có ăn nhập gì đem đến cái lợi ích cho cái sự tu tập, à, cho cái sự tiến bộ, à, thì bây giờ mình mà thân cận với mấy người đó thì sao? À, cái tâm mình nó cũng rối loạn, à, nó rối loạn theo, à, bắt đầu mới đầu họ nói một hai chuyện mình còn khả năng mình giữ được, nhưng mà nói nguyên thiên nhiều chuyện quá hồi là bắt đầu cái tâm mình nó cũng rối loạn, à, nó chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, à, cho nên á là chúng ta phải thân cận với những người mà có cái tâm an tịnh quân bình, hay là những cái người có cái tâm chánh niệm tốt đẹp an ổn, à, không nên mà thân cận với những cái hội chúng ồn ào, à, rồi không có giữ gìn cái chánh niệm mà tốt đẹp. À, rồi cái cuối cùng, à, cái thứ sáu là thân cận với, à, những cái người mà, à, cái thứ sáu đó là có khuynh hướng về cái sự tĩnh lặng, à, đối với những cái người mà có những cái tâm ồn ào, à, rồi, à, náo động, à, lớn tiếng thế này thế khác, à, thì mình nên tránh xa, à, rồi mình gần gũi với những người mà có cái đầy đủ chánh niệm tỉnh giác. Và thấy không, à, chúng ta có cái chí hướng, cái khuynh hướng là mình rời xa những cái vướng bận hội chúng, à, những cái công việc mà nó cản trở cái sự tu tập, à, của mình, nó cản trở cho mình gìn giữ cái tâm, à, quân bình an tịnh đó. Cho nên đó là cái, à, chúng ta phải tránh xa với những cái người mà không có chánh niệm, những người mà ồn ào, à, to tiếng hung dữ này kia này khác đó, mình phải tránh. Rồi mình gần gũi với những cái người mà có chánh niệm, có cái tâm tĩnh lặng quân bình, à, rồi cái cuối cùng là mình phải có cái khuynh hướng, à, cái cuối cùng là có cái khuynh hướng, à, mình tránh xa những cái hội chúng ồn ào, à, rồi, à, tránh xa những cái, à, công việc mà nó không có đem đến lợi ích cho cái sự tu tập, à, mình hướng về cái gì, mình hướng về những cái nơi thanh vắng an tịnh, à, rồi giảm bớt những cái công việc, à, rồi chúng ta cố gắng, à, có cái khuynh hướng hướng về cái sự giữ thân tâm nó được an tịnh. Thì khi mà chúng ta có cái khuynh hướng đó, cái khuynh hướng mà, à, tránh xa những cái hội chúng, à, ở những cái nơi thanh vắng an tịnh, à, rồi mình phải cố gắng nỗ lực, à, giữ gìn cái tâm của mình cho nó càng ngày cái sự an tịnh nó càng mạnh mẽ vững vàng hơn, à, thì như vậy đó, à, chúng ta sẽ có được cái sự tiến bộ trong sự tu tập, à, đó. Thì cái này á, à, lúc đầu mà mình muốn dung bồi cái an tịnh của mình á, thì mình phải thực hành những cái pháp này, à, đến chừng mà cái tâm mình nó vững vàng rồi đó, à, đến khi mà chúng ta đạt đến những cái tầng thánh, à, cỡ mà A-na-hàm hay là đến tầng thánh vô lậu A-la-hán rồi đó, thì sao? Thì lúc đó đó là, à, chúng ta mới thông thả. Tại sao? Lúc đó là cái tâm mình bất động rồi,
À, trước phong ba bão táp cuộc đời, trước tám ngọn gió đời, nó không còn làm cho cái tâm mình chao động lay chuyển nữa. À, thì lúc đó đó, à, chúng ta mới phải là an ổn. À, thành ra ở bên mà Bắc Truyền người ta nói là thõng tay vào chợ đó. À, thõng tay vào chợ là để chỉ cho các cái bậc thánh vô lậu. À, đó, lúc đó là người ta đi vào chợ nhưng mà đi dạo chơi thôi. À, bị gì sao? Không còn tham, không còn muốn mua gì nữa, mà không còn muốn bán gì nữa. Tại vì cái chợ là gì? Cái chỗ mà người mua kẻ bán. À, còn những đối với các vị thánh vô lậu, à, thì tâm các ngài nó tất cả những cái phiền não nó đặt được tận trừ đà sạch sẽ rồi. À, giống như cái tảng đá kiên trì rồi. À, thành ra lúc đó đó là dạo chợ chơi nhưng mà được cái không có mua cái gì mà cũng chẳng bán cái gì. À, cho nên là lúc đó cái tâm trở nên là trở thành bất động. À, nó an tịnh quân bình một cách là tuyệt đối rồi. À, còn bây giờ mình còn phàm nhân, à, mình muốn phát triển, à, những cái điều kiện để đem đến cái sự tu tập, à, để có cái định tâm, à, thì mình phải sử dụng những cái pháp này để đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, à, trong cái sự thực hành, à, trong sự tu tập của chúng ta. À, thì qua cái phần thứ năm là tịnh giác chi, thì cũng qua cái lời dạy của các bậc trưởng lão và sự thực hành thì cũng có chút ít những cái kinh nghiệm, cũng xin chia sẻ và giải thích để quý vị hiểu biết, để có sự nỗ lực thực hành từng bước để đạt đến những cái kinh nghiệm, những cái lợi ích tốt đẹp trong cái sự tu tập ngay trong đời sống hiện tại này. À, với phước báo này cầu mong chư Tôn Đức có thể ca ngang, và chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, đầy đủ trí tuệ, để chúng ta nỗ lực thực hành, đem đến những cái lợi ích, những cái phước báo tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cùng thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy giá. Sa thú. Dạ, con Nguyễn Trang, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con kính tri ân sư rất rất là nhiều ạ. Dạ sau đây về tịnh giác chi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con thấy bàn tay của Nguyên Như. Dạ Nguyên Trang kính mời. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Thanh Ma giá, Nam mô Sa Thú giá. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và bạch sư, như có thắc mắc một câu hỏi là khi mà mình đang tập hành thiền, thì trong cái thời gian mình đang tập vun bồi chánh niệm thì mình cần gửi bạn lành, tức là mình phải gặp những cái vị cũng hành thiền giống như mình và cũng có cái tâm chánh niệm, và mình phải xa những cái người bạn mà hay tán hay không có chánh niệm như hồi xưa. Mà nếu mà như vậy bạch sư, một cái phần á thì ở trong kinh dạy mình á là phải theo người không chánh niệm, rồi một cái phần á là mình không có nói chuyện những cái người mà không chánh niệm. Nhưng mà nếu như vậy, nếu mà là người không chánh niệm như mình á, thì những cái người mà người ta thiền chánh niệm hơn, người ta đâu có thèm nói chuyện với mình. Như vậy thì mình sao mà mình gặp mấy người đó được sư? Thành ra con thấy cái vế này nó hơi ngược lại với nhau đó bạch sư.
Sư có thể giải thích cho con thêm như vậy được không ạ? Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Cái thân cận với bạn lành ở đây đó, thì mình phải hiểu những cái người này có những cái gì đó để mà đáng cho mình học hỏi. Thì ở trong Pháp Cú Kinh đó, Đức Phật cũng có dạy, tức là chúng ta phải thân cận với những cái người nào họ bằng mình, họ bằng mình hoặc họ hơn mình. Chứ bây giờ mình tu tập mà mình gần gũi với những cái người mà họ không có cái chiều hướng, cái chí hướng tu tập như mình, thì nó cũng là một cái trở ngại, đúng không? Đó. Cho nên đó là cái điều này nó cũng rất khó. Quý vị thấy không? Thời kỳ mà Bồ Tát ngài đang thực hành, ngài khi mà cha mẹ qua đời để lại cho ngài một cái gia sản, rồi nào là tôi những người đầy tớ, trai gái đủ thứ hết, rồi quyến thuộc nó ồn ào quá, ngài chịu không có nổi. Tài sản ngài cho hết, rồi ngài đi vô trong rừng, ngài xuất gia làm Bồ Tát, mà rồi á, rồi họ cũng đi theo, họ đi theo rồi họ gây ồn ào quá đi, ngày phải nửa đêm ngày phải bơi qua tuốt ở một cái cù lao, cái cồn ở xa đó để ngày ở một mình đó. Chứ còn mà họ đi theo rồi họ không có tu tập, rồi nó cãi giả ồn ào này kia nó đủ thứ hết nè đó. Cho nên đó, lúc đầu khi mà mình tu tập á, thì mình phải cần có những cái pháp để hỗ trợ. Giống như khi mà mình mới ta mới trồng cây xuống thì người ta phải có những cái cây chống đỡ xung quanh để cho nó vững. Nhưng mà khi nào mà cái bộ rễ mà nó phát triển mạnh rồi đó, thì nó đâu cần phải có cái cây chống đỡ nữa. Tức là những cái phương pháp này đó là lúc đầu mình mới thực tập thì mình phải có sự hỗ trợ của các pháp để làm cho nó tâm mình nó mạnh mẽ lên. Bây giờ đó, mình cũng cần tìm những cái người bạn mà có chánh niệm để mình gần. Nhưng mà mình nhớ là mình gần ta mình cũng phải chánh niệm. Chứ còn mình gần ta mà mình không giữ chánh niệm thì người ta đã chê trách, người ta tránh xa mình, thấy không? Thành ra đó, cái vấn đề mà mình ráng, mình cố gắng, mình giữ chánh niệm cho bản thân mình, cái gần những cái người đó nó chỉ là sự hỗ trợ, nó giúp đỡ mình thôi, chứ không phải là nhất thiết là phải gần. Cái điều quan trọng là tự nội tâm mình nè, tự mình phải cố gắng, mình quan sát tâm mình và mình giữ cái chánh niệm. Chứ còn không phải mình gần những cái người có chánh niệm rồi mình có chánh niệm, không phải. Chỉ hỗ trợ một phần nào thôi. Đó, rồi. Rồi cái vấn đề mà có nhiều người nghĩ là bây giờ mình phải ráng mình giữ chánh niệm bằng cách là gì? Tịnh khẩu. Thành ra ngài hòa thượng ngài nói không phải là mình
mình phải tịnh khẩu, mình cấm nói. Nhưng mà mình phải quan sát trước khi nói. À, mình quan sát cái điều này cần thiết phải nói. À, nếu mà nó là cần thiết, à, thì nói vừa đủ, hợp thời, đúng lúc, à, thì mình nói. À, chứ Đức Phật dạy là phải chánh niệm gìn giữ trong cái lời nói. À, chứ không phải là phải tịnh khẩu. À, cho nên á, là mình nói mình phải có sự quan sát cái tác ý. À, tác ý điều này cần nói. À, thì mình nói nó vừa đủ. À, à, rồi mình nói hợp thời, đúng lúc nha. Đó. Còn á, mình thiếu chánh niệm thì mình mới nói nguyên thiên, à, rồi nói trên trời dưới biển, rồi so sánh cống cao ngã mạn, rồi là ô giấy động tùm lum tà la. À, còn nếu mà mình nói, à, trong chánh niệm thì vừa đủ và vừa đúng lúc đúng thời vậy đó, thì mình quan sát mình thấy cái gì cần nói thì nói vậy đó. À, chứ không phải là phải xã giao, gặp nhau phải chào buổi sáng, à, anh khỏe không, à, chị khỏe không, rồi kia nọ, à, hành thiền tốt không, à, hành thiền chánh niệm bữa nay được bao nhiêu phần trăm rồi này kia nọ, ha, mình không cần hỏi những cái chuyện đó. À, mình cần nói cái gì đó, cần trao đổi gì đó, ngắn gọn, vừa đủ vừa phải. À, còn nếu mà người ta không, mình muốn trao đổi người ta mà người ta chê mình, ta chê mình cái tâm mình, à, thiếu chánh niệm, thấp kém quá, mình còn bao qua chích chè quá, thì ta không trả lời thì thôi vậy đó. À, thì cũng xin chia sẻ để đáp cái câu hỏi của cô Như, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, con xin kính tri ân lời dạy của sư. Và Nguyên Như xin mời chư vị trong đạo tràng có thể dâng câu hỏi lên. Nguyên Như có thể đọc cho quý vị, hoặc là quý vị có thể cầm mic để hỏi thẳng với sư ạ, để cho cả lớp chúng ta cùng học hỏi về bài ngày hôm nay. Và Nguyên Như xin dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sàng Khai. Dạ, con kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa sư, hôm qua tại vì có nhiều vị hỏi nên con không có giờ con hỏi. Thì cái bài học hôm qua đó, thưa sư, sư có nói về đừng có tham dục trong thuyền, là muốn đắc cái này hay muốn được cái kia. Nhưng mà con có nghe nói về pháp dục thì con không hiểu cái pháp dục như thế nào và có nên có hay không. Vậy thì con kính thỉnh sư dạy cho con thêm về cái pháp dục. Dạ, con kính trao mít lại cho sư. Ở đây trong đời sống thì chúng ta thấy thường ngày nó có ba loại dục. Một là tham dục, tức là muốn thụ hưởng những cái trần cảnh bên ngoài, sắc thinh vị xúc gì đó. À, mình đắm nhiễm sai đắm chạy theo những cái trần cảnh, thì cái loại dục này đó thì mình cần phải tránh xa. Rồi một cái dục nữa là pháp dục. Pháp dục ở đây là tức là mình muốn thực hành những cái thiện lành. Mình bố thí trì giới tu tiến vân vân. Nhưng mà cái này nó cũng lúc đầu đó nó cũng phải hỏi cái sự tham muốn, mình ham thích để mà việc mình hành pháp. Chính cái ham muốn thực hành những cái điều thiện
những cái việc lành. À, ví dụ như bây giờ mình thích học kinh, học pháp nè. À, mình thích là tu tập, tìm hiểu và để mà mình tu thiền định, thiền tuệ nè. Đó. Thì những cái này mặc dù là thiện, nhưng mà lúc đầu á, mình phải còn cái sự mong muốn, cái ham thích. Chính cái mong muốn, cái ham thích này nó là cái nguồn động lực, nó thúc đẩy. Cho nên á, mình đứng về cái mình phân tích thì cái dục với nó là cái gì? Những cái tham muốn nó là bất thiện. Nhưng mà sao cái chiều hướng, cái khuynh hướng của nó là đi về cái điều tốt đẹp. Cho nên gọi là pháp. Thành ra đó, cái tham dục của trần cảnh thì mình cần phải diệt trừ. Rồi cái pháp dục á, thì mình cần phải duy trì. Duy trì đến một lúc nào đó cái sự tu tập, cái kinh nghiệm, cái tinh tấn của mình á, nó đủ rồi. Thì mình không cần trợ nữa. Giống như là các cái tâm mà tâm đại thiện á, những cái tâm đại thiện nhưng mà cũng có những cái tâm hữu trợ. Lúc đầu nó lùi sụt thì nó phải có cái sự hỗ trợ. Lúc đầu phải có cái sự mong cầu, sự mong muốn, cái hoài bão để mình mới thực hành được. Còn khi mà những cái tâm mà đại thiện mà nó đã đủ rồi đó, nó đủ rồi đó, lúc đó nó đi hợp trí rồi đó, với nhiều cái trí tuệ thì nó đâu còn trợ nữa, thấy không? Đó. Cho nên á, là mình biết những cái giai đoạn đầu á, là pháp dục đây là cần phải có sự hỗ trợ của những cái tham muốn để thực hành những cái điều lành, những cái điều thiện. Nhưng mà đến một lúc nào đó, đó mà cái trí tuệ, cái mãnh lực của cái thiện nó đủ rồi thì không còn cần phải hỗ trợ nữa. Đó. Rồi một cái nữa là tác dục, ví dụ những cái hành động mà nó đơn thuần, nó không có thiện mà không bất thiện. Ví dụ như bây giờ mình ngồi lâu quá, bây giờ mình đứng dậy, thì cái hành động nó muốn thay đổi hoài nghi này nó không có thiện mà không bất thiện. Đó. Nhưng mà đó, khi mà mình đang ngồi thiền, bây giờ nó tê, nó đau nhức quá. Bây giờ mình thay đổi. Coi chừng cái này đó là nó có thúc đẩy của cái phiền não không. Bây giờ cái tâm mình đó, nó bực bội, nó rực rãi, nó không chấp nhận cái cảm thọ khổ. Nó muốn thay đổi để trốn chạy cái khổ này, để tìm cái an tịnh, cái an lạc. Đó. Thành ra đó, trước khi mà cái vị hành giả mà muốn thay đổi cái hoài nghi thì mình phải nhìn kỹ coi cái này đó có cái tham, cái sân nó thúc đẩy phía sau hay không. Nếu đơn thuần là bây giờ á, cái sự kham nhẫn, cái chịu đựng của mình nó vừa đủ, bây giờ cần phải thay đổi, và thay đổi trong cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, không có bực bội, không có mong cầu, thì chúng ta từ từ thay đổi, giống như chúng ta chuyển đổi cái đề mục, từ đề mục niệm thân bây giờ chúng ta chuyển qua cái đề mục niệm thọ để ghi nhận cái cảm thọ nó đang đau, đang tê, đang nhức. Khi bắt đầu chúng ta chuyển đổi cái chân thì bắt đầu những cái cảm thọ đó
nó tăng, nó giảm, nó thay đổi như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, mình quan sát, ghi nhận rõ ràng thì như vậy đó là trường hợp đó là mình dùng cái cảm thọ khổ làm cái đề mục để mình thay đổi cái hoài nghi, để mình quan sát cái sự thay đổi của các cái cảm thọ. Nè, còn nếu mà bây giờ mà nó đang đau, đang tê, đang nhức mà mình thay đổi, mình không quan sát tâm, thì có nhiều khi á, là cái này nó là do cái tham dục nó thay, mà nó thúc đẩy mình thay đổi. Thành ra đó, mình phải coi kỹ những cái tác ý, rồi mình quan sát thì để mình hiểu được nó là cái tham dục hay là pháp dục hay là tác dục mà trong cái đời sống, trong cái sinh hoạt hàng ngày, để mình hiểu rõ những cái tham dục thì cần phải diệt trừ, những cái tác dục nó là cái sinh hoạt bình thường, còn những cái pháp dục thì chúng ta cần phải nỗ lực dung bồi để đi tới những cái điều tốt đẹp, và sau đó đó thì mình sẽ không cần cái sự hỗ trợ để mà chúng ta thực hành giáp pháp, tụng pháp, tùy pháp. Thì xin giải đáp cái câu hỏi của cô Hà, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính sư ân sư, và dạ, con kính trao mít lại cho đạo tràng. Dạ, con không biết có vị nào có thêm câu hỏi không ạ? Dạ, con xin xin. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ, thưa sư, con thấy có câu hỏi của đạo hữu Quang Thanh. Dạ, con xin đọc. Dạ, thưa sư, cho con hỏi thế nào là sự khác nhau giữa niệm căn, niệm giác chi và chánh niệm? Người ta nói rằng chánh niệm của bác thánh đạo chỉ nói đến tứ niệm xứ, có đúng không? Và dạ, con xin trao mít lại cho sư giảng dạy câu hỏi của đạo hữu Quang Thanh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, không biết đạo tràng có nghe âm thanh của con mà. Dạ, dạ thưa sư, con thấy nãy con thấy bàn tay của sư. Dạ, con thấy bàn tay của sư. Dạ, con xin mất. Dạ, sư chắc là rớt mạng, sư đi ra đi vô. Dạ, con chưa có thấy sư vào. Dạ, chắc đạo tràng chờ đợi trong giây lát á. Chắc sư bị đường dây nó hơi trục trặc.
Dạ Nam Mô Phật Thầy. Dạ, dạ thưa sư, con thấy sư vô rồi, con không biết là sư có nghe âm thanh tụi con mà. Dạ sư cho tụi con tín hiệu. Dạ con xin, con thấy bàn tay của sư. Dạ con xin trao mic lại cho sư. Nam Mô Phật Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sanh Khai giá. Dạ xin quý vị quan hỷ. Cái đường truyền nó bị trục trặc, rớt mạng, rớt mít. Cái câu hỏi của Quang Thanh á, thì chúng ta hiểu rằng cái niệm căn nó là cái chỗ, cái nơi, tức là cái giống như á, chúng ta nhìn thì phải có cái chỗ, cái nơi, là cái nhãn căn, cái nghe là phải ở nhĩ căn, đó, nó làm cái việc đó. Thì cái niệm căn ở đây là cái chỗ mà nó làm cái công việc để ghi nhận, để quan sát. Đó, rồi cái niệm căn đó thì nó mới, nó khi mà cái niệm mạnh thì nó có sức mạnh để mà nó cai quản, nó dẫn dắt các cái sở hữu khác thì gọi là niệm lực. Rồi cái niệm giác chi đó là nó cao hơn, cái niệm này để đưa tới cái đạo quả. Cái đạo quả mà muốn cái niệm giác chi này nó trở thành chánh niệm thì lúc đó nó mới đủ sức để mà đưa tới cái đạo quả. Cho nên á, cái niệm căn rồi mình tu tập một thời gian trở thành một cái sức mạnh gọi là niệm lực. Niệm lực rồi đó thì sao? Cái niệm lực này nè, nó đủ mạnh để hỗ trợ đi đến cái thánh đạo thánh quả. Cho nên gọi là niệm giác chi. Niệm giác chi. Rồi cái chánh niệm đó, cái chánh niệm ở trong bát thánh đạo đó là nó cao. Bây giờ á, từ cái niệm của tứ niệm xứ, cái niệm của tứ niệm xứ thì phải có gì, cái niệm căn, niệm lực. Hai cái này nó mạnh nó mới đưa đến cái niệm giác chi. Cái niệm giác chi á thì nó hướng đến cái sự ghi nhận một cách rõ ràng. Đối tượng đúng thế nào nó ghi nhận như thế đó trong cái thực tế, cái chân đế nó vượt qua tất cả những cái vỏ bọc, cái ảo kiến bên ngoài, những cái chế định của tục đế của thế gian. Nó nhìn đúng cái thực tướng chân đế của đối tượng. Để gì? Lúc đó nó, cái niệm giác chi này đó, nó thấy rõ ràng thực tế để mới đưa đến cái sự giải thoát. Thì thấy gì? Phải thấy được cái danh sắc, rồi sanh diệt như thế nào, hiểu đúng, ghi nhận đúng rõ đối tượng nữa. Không so sánh, không có áp đặt, mà cũng không có định kiến, không có nhân cách quá gì, bất cứ một cái gì. Nó như thế nào mình biết rõ ràng nó như thế đó thôi, để đem đến cái trí tuệ giải thoát thì gọi là chánh niệm. Thành ra nó phải đi từng bước như vậy. Cho nên là chúng ta phải nắm vững ở mỗi thời điểm. Thí dụ như trong cái bài kinh mà tứ niệm xứ thì Đức Phật hướng dẫn, chỉ dẫn cho mình có bốn cái chỗ để mà mình đặt niệm. Thì cái niệm ban đầu này đó, nó là niệm căn.
niệm căn, rồi mình phát triển từ cái niệm của mình á, cho đến khi mà nó có cái sức mạnh thì là niệm lực. À, đó, rồi niệm lực này nè, à, nó đủ mạnh rồi đó để nó đạt đến cái niệm giác chi, tức là nó sẽ hỗ trợ để cái sự giải thoát. À, để đầy đủ tám cái chi phần này á, thì sẽ đạt đến cái chánh trí, chánh giải thoát. À, thành ra chúng ta đi từng bước từng bước. À, và thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, và xin giải đáp cái thắc mắc của chú Quang Thanh, và chúc chú nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều sự tiến bộ. Và bây giờ thì xin kính chúc mà đạo tràng sinh hoạt an vui, được nhiều lợi lạc. Với phước báo này cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang. Kính chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe an vui, và tu tập tạo được nhiều tiến bộ trong đời sống, tạo nhiều phước lành, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong chư thiên quan hỷ, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã tận tình chỉ dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải về, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và con xin dâng nhất lại cho sư Pháp Trang nhé. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Phật Thanh, thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và trước khi phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử, chúng tôi vừa nhận được tin là cô bạn của Xích Hà, tên là Huệ Nguyễn, vừa mới từ trần hôm qua. Chúng tôi cũng xin nhận được tên thông tin này và cũng để cầu nguyện với cái phước lành mà của toàn thể đạo tràng đã học pháp hôm nay. Dạ, hôm nay ạ. Dạ. Dạ. Vừa mới nhận được tin là đã từ trần hôm nay, tại khi nãy thì thấy được cái thông tin là hôm qua rồi. Dạ, cũng cầu nguyện với phước lành của toàn thể đạo tràng đã học pháp và cũng như là tu tập, và với những cái phước lành đó và cũng như là chính bản thân của chúng tôi, và cũng như là với cái phước lành mà của chư tăng đã tu tập được, cũng như là đã tạo được những cái thiện sự nào, cũng xin hướng nguyện với tên Nguyễn Huệ, cầu mong với cái phước lành đó, cũng cầu mong cho cô cũng được tái sinh về cảnh giới an lành, và cũng cầu nguyện cô luôn được giàu trong cái cảnh giới nào cũng luôn được gặp được an vui, và luôn luôn sanh ra trong đời cũng luôn gặp được chánh pháp, và để tiếp tục tu tập theo các tâm nguyện. Và giờ đây thì chúng tôi cũng xin thay mặt chư tăng để tụng kinh và cũng như là phúc chúc đến toàn thể đạo tràng, và cũng như là một lần nữa cũng cầu nguyện với phước lành này đến cho bạn của Xích Hà tên là Nguyễn Huệ Nguyễn, cũng luôn được an vui trong cảnh giới tái sinh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Ichitang ba te tang tam mahang ke pa me va sa me cha to sa pe po re an to sang ka pa chan do pan na ra so ya ta ma ne cho te ra so ya ta sa pe te yo ve va chan to sa pa ra ram vina cha to ma te pa va ton ta ra yo so ke de ka yo ko pa va api va da na se le sa ne cham Vua ta pa cha ye no cha ta ro tam ma va tham te a ya van no so kang pa lang pa va to sa pa mang ka lang ra kan to sa pa de va ta sa pa pua tham nu pa ve na sa da so te pa van tu te pa va to sa pa mang ka lang ra kan to sa pa de va ta sa pa tham mam Nô pha vê na sa đa sa ti pha văn tu te pha vát tu sa pha mang ca lang ra can tu sa pha đê vá ta sa pha sang can. Nô pha vê na sa đa sa ti pha văn tu te các quả lành mà người đã mong mỏi nha cho được mau thành tu kiệt thời đến người. Cầu xin những sự chi xét chân chánh cho được chọn đủ đến người như chăng trong ngày rằm. Bằng chẳng vậy cũng như ngọc mà ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện phước lành tôi đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay xin hồi hướng đến hương linh huệ nguyện phước này siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật do nhờ vai đức của giáo pháp do nhờ vai đức của chư tăng các sự an là thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích được sự an vui được sự tăng hoa trong đường Phật đạo hoa cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong giáo viên cả thảy cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã hồi hướng cho bạn của chị Hà là cô Nguyễn Huệ cũng như chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Huy Như xin kính mời chư vị cùng với Huy Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so tin ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mạnh cha na wa ca cha tin kha wo sa ra mi ka da Na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye vi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka Ni ya ni căn thâm ma hòa răng pa tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sân kha yang tha tu chỉ răng sa ta thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sân khô hô tu sa mắng gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thin sam pa bu nei ya ma tham ma ri yam ba wei bu te i dang no nya ti nang ho tu su khi ta hoan tu nya ta yu i dang no nya ti nang ho tu su khi ta hoan tu nya ta yu i dang no nya ti nang ho tu su khi ta hoan tu nya ta yu i dang wa tam ne
bu nhân a sa quắc khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui.